Fresh Soy Face Cleanser là một trong những loại sữa rửa mặt đình đám nhất hiện nay. Vậy sản phẩm có thực sự tốt như recommend trên các diễn đàn làm đẹp? Hãy cùng Delish review về dòng sữa rửa mặt này nhé! Thông tin về thương hiệu Fresh. Fresh là thương hiệu mỹ phẩm của Mỹ ra đời vào năm 1991. Đây là nhãn hàng mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp được yêu thích nhất trên trang thương mại điện tử Sephora. Một website chuyên bán hàng mỹ phẩm high-end, tuy chỉ mới có mặt trên thị trường gần 30 năm nhưng Fresh đã nhanh chóng khẳng định thế mạnh của mình là mỹ phẩm lành tính, an toàn và mang lại hiệu quả tuyệt vời cho da. Vì thế, sản phẩm rất được người tiêu dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới ưa chuộng và săn đón. Nhãn hàng này tập trung phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc da, cơ thể, tóc cùng với nước hoa. Các sản phẩm được yêu thích và trở thành best seller của hãng là sữa rửa mặt Fresh Soy Face, son dưỡng môi, mặt nạ dưỡng da. Hai preview, sữa rửa mặt Fresh Soy Face Cleanser có tốt không? Một, thành phần và công dụng. Sữa rửa mặt Fresh Soy Face có bảng thành phần khá đẹp, đó là các hoạt chất chiết xuất từ thiên nhiên lành tính, an toàn cho da, dầu đậu nành và các protein. Hoạt chất có trong đậu nành: glycine soha, soybean sterol, hydrolyzed soy protein là những thành phần cực kỳ tốt cho làn da nhờ dầu amino acid, vitamin A, C, canxi, sắt, kẽm. Vì thế, hoạt chất giúp chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả. Bên cạnh đó, còn có công dụng dưỡng da mềm mại, mịn màng, cải thiện độ đàn hồi, đồng thời giúp da tươi tắn, trắng sáng hơn. Chiết xuất dưa leo và chiết xuất nha đam giúp làm dịu da nhanh chóng, cấp ẩm cho da, mang đến làn da mềm mịn. Thêm nữa, chiết xuất còn giúp hỗ trợ điều trị mụn, làm mờ vết thâm và cải thiện sắc tố da. Chiết xuất hoa hồng, nước hoa hồng, dầu hoa hồng có tác dụng làm dịu, cân bằng độ pH tự nhiên của da. Ngoài ra, các thành phần này còn giúp se khít lỗ chân lông. Dầu hạt lưu ly, dầu omega 6 có khả năng dưỡng ẩm, làm săn chắc da và chống lão hóa siêu tốt. Vitamin E, ascorbin palmitate, dẫn xuất của vitamin C, giúp da căng mọng, mịn màng, làm mờ vết thâm, dưỡng da trắng sáng và làm chậm quá trình lão hóa. Chiết xuất hoa thanh cúc, chiết xuất hoa cầm quy, chiết xuất nhân sâm, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, nhờ thế, da trở nên khỏe mạnh, chống lại các dấu hiệu lão hóa. Sữa rửa mặt có pH 5.5 giúp cân bằng độ pH tự nhiên cho da. 2. Bao bì và texture. Fresh Soy Face Cleanser, bao bì của sữa rửa mặt đơn giản nhưng nhìn khá sang trọng. Đó là tuýp nhựa thon dài, màu trắng trơn kết hợp với nắp bật chắc chắn cùng tôn màu, mặt trước thân tuýp là tên sản phẩm được in ấn giản đơn. Kết cấu sữa rửa mặt dạng gel, màu trong, tạo bọt không nhiều và mịn. 3. Cảm nhận sữa rửa mặt Fresh Soy Face Cleanser. Sữa rửa mặt tạo lớp bọt mịn và mùi dưa leo khá thoải mái, tuy nhiên, nếu bạn nào nhạy cảm với mùi thì sẽ thấy hơi khó chịu một chút. Sau khi rửa xong, mình cảm thấy da được sạch, bề mặt da mịn và ẩm mượt mà không bị khô căng như một số loại dùng trước đây. Em này làm sạch nhẹ nhàng nhưng không có nghĩa là khả năng làm sạch không tốt nhé. Tuy nhiên, nếu thường xuyên trang điểm, bạn nên tẩy trang kỹ trước khi sử dụng sữa rửa mặt để đảm bảo da được sạch sâu, hạn chế làm mụn phát sinh. Bảng thành phần của sữa rửa mặt khá đẹp nên dùng một thời gian mà da mình không hề bị kích ứng gì. Ngược lại, da luôn mềm, mướt nhờ lớp dưỡng ẩm trên bề mặt vẫn được duy trì. Đối với mình, em này đạt 9.5 phần 10 điểm, chỉ có duy nhất nhược điểm là giá chát nên hơi sót một chút. Ưu điểm: tạo bọt ít, bảng thành phần đẹp, thiết kế nhỏ, gọn, dễ mang theo, làm sạch da, không gây khô căng da. Dưỡng ẩm khá tốt, độ pH 5.5 cực kỳ lý tưởng cho da, không gây kích ứng cho da, phù hợp với mọi loại da, kể cả da cực kỳ nhạy cảm. Nhược điểm: thiết kế tuýp sữa rửa mặt hơi bất tiện khi canh chỉnh lượng gel cần dùng. Mùi hơi nồng, giá cao. 3. Mua sữa rửa mặt Fresh Soy Face Cleanser ở đâu, giá bao nhiêu? Do chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam nên bạn chỉ có thể mua sữa rửa mặt qua các shop mỹ phẩm sách tay. Lưu ý là chọn cửa hàng uy tín để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Ngoài ra, trên Tiki, Lazada, Shopee, Sendo cũng có gian hàng chính hãng giúp bạn có thêm kênh mua sắm. Giá tham khảo 1 triệu đồng tip 150ml. Delish đã trải nghiệm qua nhiều dòng sữa rửa mặt và nhận thấy một số sản phẩm có giá thành cao chưa hẳn đạt chất lượng hoàn hảo. Tuy nhiên, với dòng Fresh Soy Face này thì hoàn toàn đúng câu tiền nào của đấy và đúng chất ngon bổ. Vì thế, nếu da khá nhạy cảm hoặc chưa tìm được sữa rửa mặt nào phù hợp thì hãy thử em Fresh Soy Face nhé. Đắt sắt ra miếng đấy. Link mua sản phẩm sữa rửa mặt Fresh mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.